Sáng nay, ngày 5 tháng 9, sau lễ khai giảng, khoảng 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Nhân dịp khai giảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư đến các em học sinh, sinh viên, các giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, an toàn, để các giáo viên và học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2023-2024 là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.